mặt. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Nằm yên trong đó. Nằm yên. Nằm yên không được. Cái gì đòi ra vậy? Nằm yên. Từ từ. Người quen mà, cái gì đâu mà. Nàng thôi. Chờ em có lâu không? Không sao, được chờ Hiền là diễm phúc suốt cả cuộc đời của anh. Anh Đức, anh đừng có nói như vậy. Anh nói như vậy làm em rất thích. Anh Đức nè. Sao? Hôm nay đó, em lên đây gặp anh là em cũng có chuyện muốn nói với anh đó mà. Chuyện gì? Hiền nói đi. Em muốn nói là em yêu anh từ lâu lắm. Em thích nhất là anh luôn tạo surprise cho em. Oh yeah. Hiền ơi. Dạ. Anh đã chờ câu nói này của em tận nửa thế kỷ rồi cơ đó. Đưa tay cho anh. Dạ. Trời ơi, đèn. Nấu. À, trời, ôi trời ơi. Làm Hiền nóng. Để ra như vậy nè cho nó tình tứ. Thật ra là anh cũng đã yêu Hiền ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi mà trái đất này chưa có khai hoang lập địa. Trời ơi, lâu dữ vậy hả? Lâu dữ lắm. Rồi cái thời mà không ai biết ai. Vậy á mà anh lại yêu Hiền. Trời ơi, vậy mà yêu được hả? Ánh mắt của Hiền hả? Trong veo như nồi nước lèo phở tai. Không chịu đâu. Sao không chịu? Tự nhiên cái ví người ta như là nồi nước lèo phở tai á. Hiền không có hiểu gì hết trơn à. Nước lèo phở tai á, ai ăn một lần cũng nghiền tới chết. Và của Hiền cũng trong veo như là nồi nước lèo phở tái. Chính vì vậy, nhìn một cái là nghiền. Anh Đức. Hả? Thiệt không anh? Thiệt. Hay là anh Đức. Bị gì vậy? Trời ơi, kêu con tiếng mà coi giật mình coi kìa. Thỏ đế gì đâu á. Làm cắt ngang giấc mơ đẹp của mình. Thiệt tình à. Nhưng không sao. Miễn sao giờ nàng đã có mặt ở đây với mình là được. Anh Đức. Hả? Anh nghe nè. Em nói cái gì? Em nói gì đâu. Nãy giờ em chưa nói gì hết mà. Ủa em chưa nói gì hả? Anh làm gì hôm nay giống như anh lộn hồn đâu vậy? Không. Mà hôm nay tự nhiên cái hết giờ làm cái kêu tôi lên đây làm chi vậy trời? Thực ra là em nhìn đi, anh có rất nhiều điều bất ngờ dành cho Hiền đó. Đó, Hiền thấy không? Tất cả mọi thứ anh đều làm đó. Rồi Hiền nhìn đi, những ngọn nến nó có lung linh không? Thì đốt lên thì phải lung linh thôi chứ làm sao ba? Nó có đẹp không? Thì cũng đẹp. Vậy trong ba ngọn nến lung linh này thì Hiền thích nhất ngọn nến nào? Tôi ghét nhất là nến. Tôi không bao giờ thích nến. Đốt lên nóng thấy bà luôn. Cái gì? Hiền ghét nến? Đúng. Vậy thì anh thổi đi. Thôi. Gài tôi hả? Trời đất ơi, tự nhiên bây giờ tắt hết đèn đốt nến lên. Bây giờ tắt luôn nến. Rồi tối hui rồi. Làm gì tôi? Gài tôi hả?
hay múa nữa. Ấy nè, không có bậy bạ nghe chưa, tôi la lên bây giờ đó. Không không. Nè, bây giờ tôi muốn hỏi một câu trả lời thiệt nha. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay anh đã tròn 28 tuổi. Ồ, 28 tuổi. Cái tuổi đẹp như cô đời con người đó. Rất đẹp. Nhưng mà sao cái mặt anh bún ra sữa vậy hả? Ai cũng nói vậy. Cái mặt này ra ngoài đường mà cô gái chắc khó lắm đây. Non trẻ. Xin lỗi anh nha, năm nay em mới 24 tuổi thôi. Mà anh coi đi, anh với em mà đi ra ngoài đường người ta sẽ nói là anh là phi công trẻ lái máy bay bà già. Em không có muốn gì đó xảy ra, cho nên là từ nay về sau đừng bao giờ cua em nữa, nghe chưa? Làm gì vậy? Nó đau. Đừng đừng nói nữa, làm con tim anh rỉ máu. Trời ơi, xong nổi này không sến đi trời. Nhưng Hiền à, mặc cho người đời dè biểu, mặc cho người đời nói ra nói vào, cho dù gia đình anh có kẹn anh chăng nữa thì anh vẫn yêu Hiền. Mới thì yêu tôi. Tôi nào giờ tôi đâu yêu anh đâu. Nhưng mà Hiền ơi, sao? Lúc nào trong mắt anh Hiền cũng đẹp rạng ngời. Thiệt không? Thật. Thiệt hả? Thiệt. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà trong mắt tôi á, lúc nào anh cũng giống như lẻ cái vậy đó. Lẻ cái hả? Đúng rồi. Em xin lỗi anh, em không muốn nói ra điều này đâu. Nhưng mà tại vì á, anh cứ đeo theo em hoài, em rất là bực bội, cho nên em phải nói như vậy thôi. Thôi bây giờ chúng ta từ bỏ nhau đi nha. Hiền không biết là trong buổi tối này tất cả mọi thứ anh đều chuẩn bị cho Hiền. Vậy mà Hiền đến đây, em thay đổi như thế nào? Em coi thường anh, em chà đạp lên tình cảm của anh, em xúc phạm anh. Nhưng anh vẫn yêu em. Anh vẫn yêu em Hiền à. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi mà trái đất này còn đang khai hoang lập địa, khi mà không ai biết ai, mà anh cũng đã yêu em. Trời ơi, những cái lời này chỉ có trong cải lương người ta mới nói thôi đó ông nội. Ông gan không nghĩ sao ông nói với tôi những lời như vậy, nổi da gà luôn này ba. Nhưng mà Hiền đồng ý với cái cuộc hẹn ngày hôm nay ở phim trường. Thì anh nghĩ chắc Hiền cũng có điều gì muốn hỏi anh đúng không? Đúng rồi, sao anh biết hay quá vậy? Hiền cứ tự nhiên. Tôi hỏi đó nha. Phải trả lời thiệt nha. Anh Long thích ăn cái gì? Ăn gà nấu nấm. Ai? Gà nấu nấm. Anh Long thích ăn gà nấu nấm hả? Ăn. Duyên Duyên hỏi anh mà nào, tôi hỏi anh Long. Anh Long thích ăn cái gì tôi không có hỏi anh. Anh thích ăn cái gì kệ anh chứ. Về kêu má anh nấu đi. Ủa nhưng mà Long chỉ có liên quan tới anh đâu mà em phải hỏi. Nhưng mà anh nói là tôi muốn hỏi gì thì cứ hỏi anh mà. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh Long thích ăn cái gì. Cái gì? Nói. Trứng ấp là. Anh Long thích ăn trứng ấp là. Biết rồi. Anh Long thích màu gì? Màu đỏ hả? Màu đỏ. Trời ơi, sao hợp với mình quá vậy? Trời ơi, như vậy là mình với anh Long hợp dữ lắm luôn á. Cái gì? Anh Long thích người phụ nữ như thế nào? Như thế nào? Hiền lành, chu đáo đậm đàn. Trời ơi, như vậy là chính mình rồi. Mình là người phụ nữ của anh Long rồi. Trời ơi, anh Long ơi, em không ngờ chúng ta lại hợp nhau như vậy. Hiền. Anh Long, anh còn thích cái gì mà thích? Tại sao lại đang ngồi cứ bên anh mà cứ hỏi người ông không vậy? Tại sao không có một câu hỏi nào về anh hết? Em thật là tàn nhẫn. Nhưng mà anh vẫn yêu em. Nữa hả? Vào đi. Chào anh. Ủa? Chào Hiền. Sao? Hiền đã suy nghĩ lại rồi đúng không? Suy nghĩ gì? Suy nghĩ về đối tượng. Đối tượng gì ông nội?
Trời ơi, có hồ sơ nè, gấp lắm cho nên lên đưa cho anh thôi. Vậy thôi hả? Vậy thôi. Không còn gì khác. Không còn gì khác. Em đi nha. Ừ, chào Hiền. À, ông Đức, con ở đây hay quá. Ê, tôi thấy tính nói giọng á. Tối nay đi coi show thời trang. Em chào anh Long. Ông đi được không? Tối nay hả? Ừ, có nhiều vơ đét lắm nha. Em chào anh Long. Vơ đét chân dài đẹp lắm, quyến rũ lắm. Anh Long. Ừ. Tụi nó mà vơ đét cái gì anh? Da bọc xương không à, đâu có gợi cảm đâu. Long rồi nó đi coi vơ đét nam đó em. Hả? Tự nhiên. Chọc anh á, vơ đét nữ ông nội. Vơ đét nữ hả? Ừ. Thôi anh đừng có đi coi mấy nhỏ đó hả? Nó da bọc xương không à, đâu có mở màn, đâu có gợi cảm với em đâu. Anh. Sao? Em có mua một chục trứng rồi. Ừ, để cho anh ăn đi. Không, tối nay anh qua nhà em đi. Em sẽ chiên một chục trứng ốp la cho anh ăn nha. Ủa nhưng mà tôi đâu có thích ăn trứng đâu, cô chiên chục trứng để làm gì? Đâu có, anh thích ăn trứng ốp la lắm mà. Ai nói? Anh Đức nói. Ủa Đức? Tôi tôi nói nhưng mà em phải chiên khoảng 20 trứng thì Long với anh mới thích được. Rồi vậy là anh ăn 20 trứng hả ngã? Thôi được rồi, để em về em mua thêm một chục trứng nữa là 20 đưa anh ăn nha. Thôi ăn cái gì mà ăn. Nghe nè, tối nay anh với Đức thì hẹn nhau đi coi show thời trang rồi. Những vơ đét chân dài, còn trứng gì của em để nhà em ăn đi. Ơ cái gì, tôi đi với ông hồi nào? Tối nay là tôi bận rồi, tôi không có đi được đâu á nha. Anh à, vậy tối nay anh chắc chắn là không qua em hả? Vậy thì tối nay đó em sẽ chiên 20 trứng ốp la đó. Em sẽ bỏ vô một cái hộp thật đẹp, em gói lại thật kỹ, thật sang trọng. Sáng em đem lên văn phòng cho anh ăn nha. Nha. Anh à, mình có cần ăn xúc xích không anh? Xúc xích Đức đó. Long ơi, anh Long. Nó nghĩ sao vậy? Một người phụ nữ quan tâm chăm sóc chia sẻ nó, mình nó phủ phàng như vậy đó. Hiền à, thôi Long nó không ăn, em đừng để tâm tới nó, đợi anh ăn. Hay là tối nay anh sẽ qua nhà Hiền, rồi anh sẽ vào bếp, anh nấu cho Hiền những quả trứng ngon ngon, những cây xúc xích xinh xinh, rồi hai chúng ta tay trong tay dưới ánh nến vàng lung linh lãng mạn, rồi sau đó chúng ta sẽ mơ hả ba? Anh Long ơi, chờ em. Anh Long. Hiền. Lão quân tử gặp gian nan quyết không nản, ta nguyện cả cuộc đời sẽ theo nàng. Hiền ơi, Hiền muội chờ ta.